tại vì anh quá đẹp trai em. Nha, anh quá đẹp trai. Bởi vì anh họ mới hỏi các bạn đẹp trai có gì sai, đúng không? Khoai to súng khỏe đạn dược dồi dào mê gái có gì không ổn à. Gia đình vua Bảo Đại bị Ngô Đình Diệm lập ba sọc, nghĩ thế nào về gia đình và vua Bảo Đại sống sót có hạn, sống sót còn sống sót lại có hạn những người ủng hộ Ngô Đình Diệm không? Lập lâu rồi như giờ cháu của vua Bảo Đại nhưng còn sống đó mà sống cũng nghèo lắm. Ba que chửi em đục vô mỏ, nó phản biện mỗi miệng, biết nó đâu đục chị, nó có đứng trước mặt em nó chửi đâu. Anh em khai sáng cho nó tư tưởng Hồ Chí Minh đi. À, giỡn hoài, bên Trung Quốc có tư tưởng Mao Trạch Đông á. Khu quân sự lúc nào cũng có biển cấm treo, có biển treo cấm quay phim chụp hình, mà nó mượn cớ để quay phim rồi bị đánh mới lấy tiền bọn ba sọc chịu đấm ăn xôi. À, tổng thống Diệm trụ được mấy năm khi Mỹ rút quân ngạ, hiểu chết liền luôn á. Tổng thống Diệm lúc đó như màu xanh cỏ rồi trụ gì nữa em. Tổng thống Diệm bị ám sát năm 1963 rồi tới năm 1963, 64, 65, 66 mấy năm đó đảo chánh liên miên luôn, mấy năm đó giành giật chính quyền mà gọi là thiệt tình luôn, không có nội bộ, không có đoàn kết, không ổn định mấy em. Con cái ghế tổng thống thôi giành như quỷ vậy đó. Gặp Mỹ nó chưa tìm được cái người nào mà có tài có đức để lãnh đạo miền Nam, nó đâu cho lên đâu, tự do chứ lắm. Xong rồi năm 67 Thiệu lên, 67 Thiệu lên, Thiệu làm tới năm 73 Thiệu quéo. Yêu rồi sao còn 200 vậy? Chờ Việt Nam phổ cập bậc đại học để nhiều người biết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Có tiền là phổ cập, không mà có nước là phổ cập bậc đại học đâu. Mỹ nó đóng tiền học đại học tới mẹ ra chứ. Từ khi nào mà Việt Nam lên được cái chế độ cộng sản gì vậy, chủ nghĩa cộng sản đó, thì chắc phổ cập tới thạc sĩ luôn á. Lúc đó này đi học phải tốn tiền nè. Sau vụ đồng khởi Bến Tre là ông Diệm ban hành nhiều chính sách tàn bạo gây hại cho dân vô tội, mấy ông kia thừa cơ đảo chính. Hình như sau trận đồng khởi Bến Tre còn thua thêm trận ấp Bắc nữa rồi không? Ấp Bắc năm 63, đồng khởi năm 60. Định tường tùm lum la hết. Sau năm 75 không ai anh hùng ở lại làm tổng thống mà bỏ chạy chi, giờ tiếc hay sao vậy ba que? Tiếc cái gì nữa, giá bất động sản lên quá trời, mà nghĩ là qua Mỹ tưởng thơm, ai ngờ qua Mỹ khổ như đó. Giá mà. Khổ chứ. Ở Việt Nam mình, ví dụ vợ chưa giàu thiệt, có người giàu, có người nghèo. Nhưng mà được cái cảm giác đã là sống trên đất nước của mình, sống trên quê hương của mình và học lịch sử của mình. Mình nói ngôn ngữ của mình, mình xài tiền của mình hát quốc ca của mình. Đó. Mà tự nhiên quốc ca có mấy câu là đường vinh quang xây xác quân thù, cái chửi kỳ ta, thấy câu đó đúng mà. Chứ không lẽ quốc ca phải hát như bolero mới chịu hết trời. Vì nhà chiến thắng mang hồn nước, câu quá hay luôn còn gì nữa trời. Tiến lên ra xa trường, tiến lên cùng tiến lên, chứ không lẽ quốc ca đi thụt lùi, đúng không? Trong đánh trận phải tiến lên, trong kinh tế cũng phải tiến lên, câu đó đúng mà. Mỹ tìm người có tài có đức để đưa lên, chứ người dân miền Nam nào tự do bầu lên. Đúng rồi. 30 tháng 4 không đi du lịch hả anh? Nói thiệt giờ anh cũng biết đi đâu nữa em ơi. Có đi ăn đi ngủ thôi chứ đi đâu giờ. Anh có biết Linh Mục Phan Văn Khải không anh? Hôm qua nay có nghe người nói mà anh cũng chưa biết em. Anh chưa có rảnh ra lên Google anh tìm.
que, không có bài nào ngoài bài nói Trung Cộng sắp sắp chiếm sắp chiếm Việt Nam, nghe buồn cười vãi. Vậy anh đừng có chọc nó. Nó nói bây giờ mốt là gì thành đế chế Đông Lào luôn bây giờ. Nó nói là Lào sáp nhập Việt Nam đó, nên kêu là Đông Lào. Xong rồi Đông Campuchia luôn. Đông Nam Campuchia, đó. Anh đừng có chọc nó nghe. Nó sáng tạo ghê lắm á. Tại sao mấy ông bà ở bên Mỹ nói tiếng Việt suốt mà tối ngày chửi Cộng sản, anh nói họ nói tiếng Mỹ biết nói chết liền. Ví dụ như bạn qua bên Việt Nam mà muốn nói tiếng Mỹ thì bạn phải ở khu người Mỹ, thì bạn từ từ bạn nói, bạn ở toàn khu người Việt không mà nói cái gì. Mấy đứa nhỏ nhỏ sao nó đi học nó còn biết được song ngữ, chứ mấy người lớn tuổi khó. Nguyễn Cao Kỳ là cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam đầu tư đàng hoàng thì cho về thôi. Đúng rồi, gặp anh như là anh là chồng Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đặt tên con Nguyễn Cao Kỳ Lạ nghe hay không? Nói chồng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên là Trịnh Hội đó ba, chống cộng hơi bị ghê á. Anh Duy nghĩ sao về ông Ngô Kỷ? Ai biết, thấy là coi video thôi chứ có biết gì đâu. Xét về ngoại hình là bị dư mỡ. Đó. Còn bữa hổm có bạn nè, có anh nào bên Mỹ nói Ngô Kỷ hình như là người vô gia cư thì cái đó không biết. Trong tài liệu Pháp nói rằng Ngô Đình Diệm rất ác cho nên dân rất giết mới cùng đánh với Hồ Chí Minh. Trong tài liệu của Pháp luôn hả chị? Nguyễn Cao Kỳ Đà thì sao anh? Mà Nguyễn Cao Kỳ Đà hồi ra tới Nguyễn Cao Kỳ Nhông nữa, nhiều lắm, đừng có đặt vậy. Nó kỳ lạ được rồi. Mỗi năm cứ đến ngày này là mấy bạn bên Cali bán súng nhựa, tàu giấy. Súng nhựa tàu giấy lên chi? Đốt hả? Ngô Kỷ không đi làm sống nhờ trợ cấp. Đã vậy? Thơm vậy? À, kiến thức lịch sử không không bao nhiêu mà coi bộ ông Duy này nói chuyện chính trị. Thích nói chuyện chính trị lo tập game đi. Kiến thức lịch sử của mình nhỏ lắm bạn. Thi được 10 điểm thôi. Nha. Mình thi lịch sử được 10 điểm. Do nói chung là nằm trong mấy trường sau chủ nghĩa. Do Bộ Giáo dục Đào tạo sau Việt Nam công nhận. Còn ngược lại chính tả của bạn không điểm kìa, chữ ghim viết gì kỳ vậy ba, khuyên người ta đó thì phải vô đúng, đúng không? Đồng ý với bạn, bạn hiểu như vậy. Trong tiếng Việt có những cái chữ chấp nhận, giống như chữ y ngắn và y dài, chữ Mỹ và chữ y ngắn cũng đúng, bạn viết y dài cũng đúng, bạn đồng ý với gì chỗ này không? Nhưng mà tiếng Anh nó không phải như vậy bạn, tiếng Anh y ngắn và y dài nó hoàn toàn khác nhau, và cái chữ ghim hay là gym bạn cần phải viết y dài mới đúng. Chứ bạn không thể nào viết ngắn như vậy nha. Bạn cố gắng kiểm tra những cái lỗi chính tả căn bản của mình, những cái từ mà nó nổi tiếng, những cái từ mà nó quan trọng, mình cố gắng mình đừng có biết sai, để mình tăng thêm cái gọi là cái câu nói của mình cho có trọng lượng. Mình muốn nói trọng lượng thì mình phải nói đúng, nói đủ, mình phải hơn cái người mà gọi là mình chê thì người ta nghe, người ta mới lái kịch bạn nghe. Lộn lộn like thôi, không có lái kịch. Và mình muốn vào đi cùng. Kim Jong Un có dám sang Việt Nam không anh? Mắc chuyện dám trời. À lo tập gym đi thầy ơi, nói dốc không à, rồi trả lời con vậy. Thầy tập gym thầy có con chuột rồi đó, thấy không? Thấy cái tay thầy giờ thầy đủ rồi, đủ đẳng cấp để ra đời le lói rồi đó, nên thầy cũng có tập gym nữa con. Khi mà mình thành công cái mảng này rồi, khi mà mình đạt tới một cái sự mình cảm thấy mình hài lòng rồi á, thì mình phải tấn công qua cái mảng khác đó. Đó mới là người đa tài nha. Rồi đâu con đưa chuột con cho thầy coi coi, con chuột con mà chưa đạt yêu cầu thầy chỉ cho con tập nha, thầy hứa.
chuột con đâu, con không có chuột con đưa vú cũng được nữa, miễn sao chứng tỏ là con có cái được một cái thành quả, một cái thành tựu nào đó trong thế giới game nha. Ủa Ngô Kỷ là homeless anh, thấy mặc đồ cũng đàng hoàng lắm mà homeless tội gì, mày homeless mà nói chuyện chính trị thấy tào lao thiệt á. Bởi vì anh nào bên Mỹ góp ý Ngô Kỷ đi, đi xin việc làm đàng hoàng. Bữa hổm nghe ông thấy Ngô Kỷ ông đi phản đối gì ông Phan Kỳ Nhông gì đúng không? Ủa phát bùi gì đó khổ thế. Mà cái đài phố Vinh Sao TV mất giờ đây giờ đại cái đài phố Vinh Sao TV mất dạy thì tối ngày lôi Ngô Kỷ ra trôn hoài các bạn. Thay thấy video mật độ video vũ đài đó bèo bèo nhất là phải là 10, nếu mà có 10 cái video là hai cái video lôi ông Ngô Kỷ ra trôn này đó. Con chuột ở giữa nó cũng nhỏ đó anh ơi, vậy hả? Hay anh vào đảng làm chính trị đi, không anh không có vô đảng đâu em, anh là dân cua đen nghe. Muốn công ty mạnh phải làm marketing online sale mạnh đúng không ạ? Cũng đúng em, nhưng mà còn có nhiều vấn đề khác nữa nha. Em làm marketing online hoặc làm sale ấy, chỉ là một phần thôi. Đài Bonsa TV là đài đứng trên trung lập. Em thấy không có trung lập chị ơi. Mẹ đài đó khôn bỏ mẹ đi được. Tối ngày lôi mấy thằng ngu lên chọc cho thiên hạ lội. Tao thấy lội cái ngu ra tao coi tao cười rụng răng luôn. Cái đài đó làm ăn khôn á, biết chừng nào chủ đài đó nữa. Nó làm khá điểm á. Còn mấy cái đài ngược lại như mấy cái đài người Việt TV cũng làm cho nó gây gớm cho một ngu của mình á. Em đánh giá cao của mình sao TV đó. Nó làm tính là nó video đơn giản nhưng mà rất là khôn, mình nếu mà Việt Nam mình kêu là điếm á. Đúng không? Má chơi với chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, rồi chơi với gì Vũ Diệm, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nữa. Chơi thứ bự bự không á. Rồi bên kia lâu lâu buồn buồn lôi mấy người cha sàm sàm ra cái lộ. Mình đứng ở giữa mình không tham gia bên nào hết. Kệ mẹ cứ phỏng vấn anh nghĩ sao? Qua đây anh nghĩ sao? Rồi qua đây anh nghĩ sao? Đem ba thằng nó nghĩ sao lên coi. Người ta cười rụng răng luôn. Vậy mấy người kia nó lên nó hoài. Không thấy một sự bị lợi dụng không hề nhẹ sao thôi. Thua. Nhất là Ngô Kỷ. Cứ 10 video lôi 8. Hết 2 video lôi cũng ra rồi. Có Phan Kỳ Nhông nào nữa. Rồi xong rồi cái vụ gì biểu tình Paris by Night chống việc Fake TV đó, vụ đó khai thác cũng hơi bị ghê á. Tính là cha đó làm chính trị hay, ủa lộn cha đó làm truyền thông hay á. Nói xong rồi lấy tiền quảng cáo Facebook, cha nó đủ thơm rồi, đủ kênh đó subscribe hơn kênh Duy Nguyễn nữa. Hơn như kênh đó subscribe hơn 300.000 người á. Mới kinh Duy Nguyễn mới có 274 mà kinh nó subscribe hơn 300.000 người. Quảng cáo bên Mỹ thơm lắm bạn, quảng cáo Mỹ cao, quảng cáo Việt Nam nhiều ấy. Nên nghĩ cha đó là thơm, được, sống làm ăn tốt, đầu tư cũng có nhiều. Tính ra giờ khôn sống thôi bạn thiệt. Gặp anh như ông đó cũng làm vậy nữa, mẹ đâu mất lòng tụi nó đâu, tụi nó ngu chết mẹ, có biết hiểu được cái tâm địa của mình đâu, đúng không? Lâu 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 buồn buồn cái uống cà phê phỏng vấn Đào Minh Quân, hỏi mấy câu rồi sốc ốc. Hỏi mấy câu mà làm hài lòng người nghe không các bạn. Cha đó hay á. Cha đó bữa nào về Việt Nam đi rủ cà phê. Đừng nhắc cha nữa. Hay lắm. Trung tâm Thúy Nga bị mua bởi người Việt Nam rồi phải không anh? Thì người Việt Nam có tiền thì mua thôi chứ sự kiện của anh cũng có biết nha mấy em. Nhưng mà ngược lại có bị mua thì con này cảm thấy bình thường. Bây giờ anh mua Trung tâm Thúy Nga anh hát nhạc đỏ luôn. Tao có tiền tao có quyền vậy thôi. Chơi gì nó mới lửa. Không. Ngô Kỷ còn bình luận U23 nữa. Thôi đừng nghe mấy anh cha hàng ngoại bình luận đá banh. Nói thiệt á, bình luận chán ọm mà có coi đá banh đâu mà bình luận.
Nhưng mà cái nói chung là cái vụ đó là cái phố Bonsa TV người ta cũng khai thác vô cái mảng đá banh của U23 để ăn theo truyền thông đó. Nhưng mà xui cái á, ở bên bển không có người tài để bình luận bóng đá, ở bển ta không có mê đá banh mà, nó nên bình luận nó trách quốc à, hiểu không? Bình luận trách quốc ít ra cái đó là phải gọi là livestream hỏi Duy Nguyễn nè. Ông cái phố Bonsa TV làm nó còn yếu, nó không liên kết được với Duy Nguyễn, nó phải liên kết với Duy Nguyễn cái nữa, view lên cao nhiều. À, tin đi, góp ý của ông Vũ Văn Lân đi, U23 để Duy Nguyễn nói cho đó. Ít ra đá banh là phải ghiền cái banh Duy Nguyễn vậy đó. Hồi xưa là thi giờ kiến thức bóng đá hạng nhất toàn trường, tôi thi tập thể cho các bạn mình loại 4 người, thông số cầu thủ nắm trong lòng bàn tay, giá trị chuyển nhượng bao nhiêu, đội hình nào, đội hình nào. Thôi bị ghê á, lâu quá bỏ rồi. Lái gì lắm.